hôm nay đi câu thử coi, đầu mùa tháng 3 biển ở Mỹ bắt đầu vào mùa rồi đây, đi câu thử ngày đầu đây, đi câu hai anh em đi câu nè, dính được con cá đuối khủng luôn, không biết đem về hay bỏ nữa, Việt Nam tiền không chứ gì hả. Câu hai anh em đi ra mới cặp câu dính được hai con cá cua chim trắng, nó nhỏ quá bỏ lại, bây giờ lại được con cá đuối nè, nó to quá không biết nên đem về hay dùng bỏ đây nữa. Chưa có dám bẻ cái nẻ đó nè, lực ở Mỹ mình bẻ nẻ là mình phải đem về còn thì bị phạt, còn mình không bẻ nẻ mẹ cái nẻ của nó mình thả lại được nè, thấy không, cái lưới khủng chưa. Ở đây nữa muốn đem về nữa không, ít ai ăn lắm, ở Mỹ mà dư thừa không, đầu mùa nó còn hơi mát mát, mình chưa có người đi đâu.